cố tình. Hôm nay mọi trường tới là tư thiện với em. Mình làm cái bệnh này của ai? Tiếp, đến đây. Đến đây. Kéo ghế của Hiếu ra giùm em. Tư thiện có kìa, tư thiện. Hiếu, Hiếu à. Hai đứa đấy chồng á. Ra sao? Rồi. Có cái gì đâu tí. Rồi tỏ đi. Ok. Tỏ đi. Hai đứa lên lên ngắm ngắm. Cứ coi như nhà của mình. Hai đứa gì? Rồi, tư thiện thẳng lưng xíu tư. Gắp thịt cho nó. Gắp thịt cho nó đi. Ủa gì cha? Con cứ ăn mặn vậy. Coi như nhà của mình vậy đó. Cái gì chỉ? Coi như nhà của mình vậy đó. Sao sưng quá má? Rồi má. Trời, tao thấy nó có sưng gì đâu. Tiếp. Đến đây. Đứng dậy, đứng dậy. Con vô, con. Đứng dậy, đứng dậy. Con vô, con. Con đã tới rồi. Đây. Hay vậy lắm. Mày vô. Rồi. Đừng ông hàng xóm. Đừng ông hàng xóm tới. Vô, 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 vô. Con tới rồi. Dạ, mọi người đông đủ quá. Con chào cả nhà. Dạ, anh đi đâu đây? Tiếp, đến đây, thôi. Ủa, tới, sao tới đúng lúc vậy? Tới đúng lúc vậy? Bà ba. Tâm lý cả nhà, nó tới nó cầm chai rượu đây. Nhỏ tâm lý hết chứ không. Dạ, đi đâu đây? Dạ, tôi, dạ, đi đâu đúng rồi, dạ, dạ. Đi đâu? Anh đi đâu đây? Ơi. Con người mà tới hả? Trời ơi, ơi thằng nó tâm lý hết sức nói luôn. Má ba mời á. Má ba mời á. Qua đây con, qua đi, qua đi. Má ba mời á, đúng rồi. Vô rồi. Rồi tiếp, đến gì đó. Thôi ngồi đi, ngồi đi. Rồi mà xe xe lạnh này mà uống vài ly vô nó tê tái. Bà. Tiếp. Tôi, con của tôi mà. Rồi, rồi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi. Không có ai người đó giữ chứ. Con người đây ha. Ba ba hồ Cẩm Châu nè. Mật ghê. Thôi bà, đẹp. Nghe ăn nhậu cái là khoái lắm. Thôi bà, phải lắm. Phải lắm mà bao quá. Rồi tới. Bà nhỏ mà la mà bà. Rồi. Bà giỏi nhất trong đám mà bà la. Bà má sinh ra chỉ có chị hai hiểu em thôi. Tiếp. Đến này. Thường nói à. Cần gì thấy tôi. Dạ gì bác. À, qua. Con đi vườn hồng á. Má ba hôm qua con có đi vườn hồng, con chụp mấy tấm hình dễ thương lắm má ba. Con hỏi em con đi vườn hồng á. Con hôm qua con đi vườn hồng con chụp mấy tấm hình dễ thương lắm. À, chú Tư cũng con chú Tư. Tính ra tao không kêu luôn, tao không được cần đâu, coi luôn á. Dạ, tao không cần coi luôn á. Má mày sân si quá để tao coi. Để tao coi. Sao muốn đòi coi luôn rồi. Xin ta ra là má hiểu ta nhất là chị Hai. Ủa, Diệu? Dạ. Hai đứa yêu nhau rồi. Giờ còn thấy được không? Không biết nữa. Ủa, sao? Đi xe qua tâm lý nè. Mấy bà nói cái gì vậy? Mấy bà YouTube không? Mày quên. Rồi mấy bà thoại, mấy bà YouTube. Rồi, bây giờ ăn uống. Ăn uống xong rồi mới thoại chứ. Rồi tới ai nói, tới ai nói. Tới ai nè, sao bây giờ quay tóc rồi. Coi trên đó tôi quay clip đăng. Rồi bắt đầu mở họ ra coi. Coi, coi. Chị Bông. Cái làm bộ như là vô tình thấy xong rồi của hai này hung nhau. Xong rồi. Thái độ. Trời đất ơi. Chấn động gì mà lận vậy hả cô? Trời đất ơi. Chị Trâm á. Nè đưa ra nè. Đi lọt. Nè mới đưa ra. Nè tiếp tục nè. Rồi gì nữa nè. Xong vậy đó. Gì nữa má. À, mới đây cho con coi. Đưa đây tôi coi. Làm gì vậy? Không được, không được. Thật sự là. Thật sự là như vậy nè. Má hai con xóa cái này. Xóa cái gì? Tao chưa có coi mà xóa cái gì mày đưa đi cho ba. Coi đi. Đưa tôi coi lại coi. Mày đưa đây tao coi cơ ba. Mày đưa đây tao coi ba. Rồi đưa nè. Coi thấy hai đứa hùng nhau. Hai đứa xem hùng. Gương thoại. Hai đứa hùng nhau chứ không phải cho hồ bơi phải không ta? Giang đứng lên Giang, Giang đứng. Coi xong đứng. Sững luôn Giang, sững. Tất cả ngay. Nè, tất cả chú ý nè. Sững, hồ thật, sợ. Ngã xuống xem. Dùng điện thoại luôn. Con đây là dùng bàn cho em. Rồi tỏ đi, dạ, đập bàn. Anh Cường còn một câu thoại nè. Cường. Vụ này ông lấy hồi tối hôm qua, nhưng mà không dám nói cả nhà. Con sợ cả nhà la em Diệu, sợ lắm. Rồi Cường nói đi. Là em Diệu bị thằng này dụ dỗ thôi. Rồi ok, coi nè, coi, sững, Giang đứng, Giang. Trời ơi, tất cả hồi hộp. Đừng có nói gì nha. Chị ba nói nè, tụi bay đừng có nói gì nha. Nói cho mọi người, chị ba. Cường nói Cường. Vụ này con thấy hồi tối hôm qua. Vụ này con thấy hồi tối hôm qua. À. Nhưng không dám nói với cả nhà. Con không muốn nói với cả nhà. Tối hôm qua. Con sợ cả nhà lo. La em Diệu.
đừng la em Diệu, em Diệu chỉ bị thằng này nó lừa gạt thôi, nó không có yêu em Diệu. Né đi, né đi, qua bên đi trời, mọi người ơi, trước máy quay đi mọi người. Mình để ý chút nha. Hai đứa đi. Hai đứa đang yêu nhau phải không? Hai đứa đang quen nhau phải không? Diệu ngập ngừng, rồi gật đầu thú nhận, bà hai lửa đập bàn đứng dậy nhìn Diệu. Dạ. Má phản đối. Má phản đối. Hai đứa gặp nhau bao nhiêu mà đòi yêu? Mới gặp nhau được bao lâu mà đòi yêu nhau chứ? Hả? À, biết cô cha thấy nó như thế nào? Hả? À, mà mày đặt yêu nhau, tao cấm cản không cho mày yêu, hiểu chưa? Mày hấp tấp nghe, không biết ông ghét thế nào, mày hấp tấp nghe theo lời. Đấy. Nói ngon ngọt nó rồi bị gạt rồi sao? Mày hấp tấp nghe lời ngon ngọt của nó là mày bị gạt rồi sao? Hả? Dạ, không phải vậy đâu má. Con đến với Diệu là thật lòng mà, không nửa lời gian dối được gì hay. Rồi tiếp. Không phải trái gì hết. Đã nói phải trái gì hết. Đã nói không được là không được à. Từ từ. Thôi mà chị hai, em thấy chị cũng lớn rồi. Chị cũng lớn đó chị. Chưa hết câu thôi mà chị hai, em thấy Diệu nó cũng lớn rồi. Cho tự do yêu đương chứ, cứ bắt nó sống lên chồng tụi này hoài. Mấy Út già biết làm sao. Cái câu Út, ốc, ba bé ba tư. Chị. Chị lớn mà chị hầm hồ quá. Mày nói ai hầm hồ vậy con BD? Không, ý em nói là con Út nó còn trẻ gì đó. Ý của em nói là con Út nó trẻ. Nói là quý câu, học quý câu đi. Học quý câu, thu lên nói đi. Được, sao đó. Chị, con Út nó còn trẻ, Út che Diệu. Mà, con Diệu nó còn trẻ, tự bắt giống tụi mình. Vậy, con Diệu nó còn trẻ, mơ thì cũng bắt nó giống tụi mình. Rồi mới mốt già, lớn tuổi, không ai lấy, không thể. Đúng rồi đó chị, em già hát già hú rồi nè chị. Tiếp. Chị đừng cấm cản tụi nhỏ nữa chị. Tụi này. Tụi nhỏ. Hết chưa? Chưa hết câu. Chưa hết câu, học lại câu đó. Có gì nữa? Nhắc luôn. Em thấy nhà mình cũng nên nghĩ thoáng hơn xíu, mấy chuyện yêu đương của tụi nhỏ không nên cấm cản mình làm gì. Nghĩ thoáng thoáng chút đi chị. Chị gặp được người tốt rồi gắng đúng chỗ mừng cho nó. Gặp được người tốt chăm sóc cho nó cả đời chị. Tiếp. Được, cảm ơn Diệu, con hứa chăm sóc tốt bao nhiêu. Yeah. Cảm ơn Diệu, con sẽ chăm sóc tốt cho Diệu. Tiếp. Ba, cái gì kỳ vậy, bữa trước còn hùng hồ lắm mà. Cái gì kỳ vậy, bữa trước còn hùng hồ quá mà. Sao tới lúc bây giờ là quay đầu rồi quay xe dữ vậy? Chị biết gì chị nói? Út Lành em đâu phản bội đâu. Em mày mới là xin xi đó. Chị Sưng. Em mới nói đi. Út Lành. Sao chị Sưng? Em đâu phản bội đâu, mày em chỉ đó. Là chỉ là bà hai nhắc câu vô. Tụi bay thôi đi. Tao 10 thằng như một. Trời ơi, tụi bay thôi đi, tụi bay có trải qua như tao đâu, đàn ông 10 thằng như một à. Đếp. Không yêu đâu gì hết trơn trời á. Tư, dài thì mua đội cho nắm. Thư Thư ra vô nghĩa đúng người yêu đi. Đi đâu vậy? Diễn sắp giá gì vậy? Tư đâm đi, đâm sao nghe coi. Chị nói trời con của chị đi. Không, 10 thằng như một mà không có yêu đương gì hết trơn á. Tính ra chung quay được 10 thằng hả? 11. Cái này đang ra đi, đi. Cái cây đau dỗ này là hơi bị quá rồi. Em thấy bị nó mới lập đi lập lại cái đó gì đó. Em nói đi. Nói một câu nè má. Cuộc đời của má như vậy rồi, không lẽ má muốn con cuộc đời của con cũng khổ như má sao? Cũng cô đơn như má sao? À, con với anh Trường mà còn. Đây, bà này cao chà đó mọi người. Rồi má thương con á. Mà hai đứa con thật lòng mà má thương con đi má. Đó này cao chà luôn. Không nói nhiều sớm muộn người ta cũng cho tụi mày sáng mắt. Má, cuộc đời của má đã khổ nhiều rồi. Không lẽ bây giờ má muốn con giống như má sao? Cả cuộc đời cô đơn. Cả đời cô đơn một mình, lẻ bóng. Má cho con quen anh Trường đi, tụi con yêu nhau thương nhau thật lòng mà. Thôi, không có nói nhiều nữa rồi, tay cho tụi bay sáng mắt. Con nói nhiều nữa. Rồi mày cũng sẽ sáng mắt. Rồi mày sẽ sáng mắt. Rồi ba ô hai ăn đi, nhà mình ăn đi. Thôi, nhà mình ăn đi. Không ăn uống gì nữa đó. Không ăn uống gì nữa trơn á. Vô. Mất ngon. Rồi xong, ok ao ha. Ok ha. Rồi giờ. Rồi đến nè, ghế qua bển lại đi, tôi mi lại cho. Ghế qua bển lại đi. Ghế đâu, nghe không? Đây không biết chừng đó. Mọi người hội trường tập 5 thứ ba mọi người tập hội trường á là vui lắm. Vui hội trường rất vui luôn nha cả nhà đây mọi người. Nghe cái đồ nướng luôn, có bây giờ sữa. Quá trời quá đất. Bây giờ quan trọng là cái nhớ thoại hết không. Thầy ai không nhớ thùng bia đó rồi. Ai không nhớ thoại một thùng bia. Rồi, đúng không? Một thùng bia khoảng 300 mấy á. Hai cái là gần, ba cái gần triệu á. Ba thùng là hết triệu á. Đây có bị ủa đây. Cái mặt này là nhiều. Ba người này, ba hồ. Đó,